Rồi, tim em bé của mình siêu âm là 140 lần trên phút là bình thường nhé. Và thai của mình hôm nay là 26 tuần 6 ngày. Các chỉ số đòi tương ứng với em bé của mình cho nên là tốt nhé. Lịch khám của em là 24 tháng 10. 24 tháng 10 này đi á là mình sẽ được siêu âm này. Siêu âm cái gì? Doppler mạch máu, lúc đấy là thai hơn 30 tuần rồi, để xem dinh dưỡng oxy từ mẹ sang con có tốt hay không. À, và từ bây giờ đến 28 tuần, có nghĩa từ 26 tuần 6 ngày đến 28 tuần ấy, không nhất định là phải cái ngày đấy là ngày đi khám đâu. Em qua đây để làm nghiệm pháp dung nạp đường. Nghiệm pháp dung nạp đường là sao? Có nghĩa là mình sẽ xét nghiệm máu của mẹ lúc đói và hai lần sau uống đường, để mà mình đánh giá ba chỉ số đó xem có bị đái tháo đường thai kỳ hay không. Đấy. Người mẹ sẽ được lấy máu tổng cộng 3 lần. Sau 3 lần lấy máu, lúc đói là một lần. Sau đấy thì uống đường 1 tiếng sau và uống đường 2 tiếng sau, tổng cộng là 3 lần. Sau 3 lần mình mới được đi ăn, do đó nếu mà mình đến sớm ấy thì mình được ăn sớm. Mà mình đến trễ thì mình ăn trễ thì mình sẽ đói, mệt, đúng không? Thế thì 7 rưỡi hoặc 8 giờ là mình có mặt rồi, thì 9 rưỡi 10 giờ là mình đi ăn. Đấy. Thì lấy máu lúc đói bắt đầu đến cái 10 giờ tối hôm trước em đi ngủ. Trước 10 giờ tối em ăn uống sinh hoạt bình thường đi. 10 giờ tối đi ngủ cái là mình không ăn uống gì nữa. Đi ngủ xong rồi nếu khát nước quá thì có nhấp môi nước rồi thôi. Sáng hôm đấy đến cái dậy cái đến phòng khám luôn. Lúc đấy thì mình sẽ được cho uống một lấy máu lúc đói, là lúc chưa có cái gì trong bụng cả gọi là đói đấy. Thì là một lọ. Xong rồi cho mình uống một ly đường. Cái ly đường đó là 75g đường. 75g đường á, pha trong 200ml nước. Em uống hết 200ml nước đấy xong em chờ một tiếng sau là lấy máu một lần nữa, là lúc đấy là gọi là một tiếng sau sau uống đường, và chờ thêm một tiếng nữa, hai tiếng mình sẽ lấy máu thêm một lần nữa, đó tổng cộng 3 lần. Thì bác sĩ dựa vào ba chỉ số đấy để bác sĩ đánh giá em có bị đái tháo đường thai kỳ hay không nhé. Và đây là cái tờ giấy hướng dẫn, thì mình về mình đọc để cho chồng mình cũng biết luôn. Ông chồng mà dẫn mình đi thì ông chồng ăn uống gì định được. Yes. Em có ly đường rồi không, xỉu không, không hạ đường huyết đâu mà lo, hiểu không? Đấy. Tại nó có hạ đường huyết. Bây giờ là người ta khuyến cáo toàn bộ những sản phụ mang thai nên là bởi vì xưa người ta chỉ đo làm những người bị nguy cơ cao thôi, những người bị mập về béo phì này, tiền căn gia đình hoặc là đứa trước mình bị đái tháo đường. Tuy nhiên thì bây giờ ngày nay có những cái người chẳng có tiền căn gì thì vẫn bị đái tháo đường thai kỳ đấy, cho nên là mình mất công tí thôi nhưng mà mình an tâm. Nếu mà mình có bị thì mình sẽ thay đổi chế độ ăn, luyện tập nặng nữa thì mình phải dùng insulin. Tại em biết vì sao sợ nhất là bác sĩ bảo làm cái này không? Bởi vì em bé nó bị rối loạn đường huyết trong bụng, không biết gì, không kiểm soát được ấy, thì nó bị đột tử. Có rất là nhiều người không biết lý do tại sao em mang thai 36 tuần, 37 tuần, con to rồi chuẩn bị đẻ rồi mà tự nhiên mất đi. Sợ nhất điều đấy thôi. Thì mình mất công mất có 2 tiếng mà, mình làm cho con mình á.